Xin chào mọi người đến với kênh Danny Phùng SLC. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2024 và bây giờ là bản tin dành cho hầu hết tất cả mọi gia đình, mọi người. Đó là bản tin về bảo mật Wi-Fi tại Los Angeles, California. Theo như Sở Cảnh sát Los Angeles đang cảnh báo cư dân đề phòng những kẻ trộm sử dụng công nghệ làm nhiễu mạng Wi-Fi để tắt đi tất cả các camera an ninh và hệ thống báo động bằng Internet. Theo như đài KTLA, hôm ngày 10 tháng 3, một số vụ trộm đã xảy ra tại khu Wilshire, có kẻ trộm sử dụng các thiết bị nhiễu mạng Wi-Fi, khiến cho cảnh sát phải báo động. Những vụ trộm đó thường có 3 hay 4 nghi can đột nhập vào nhà bằng ban công trên tầng 2. Khi kẻ trộm đã vào nhà thì họ lục lọi tất cả các phòng ngủ để tìm tiền mặt, nữ trang và nhiều vật quý giá khác. Nhóm trộm còn có một tài xế đợi sẵn bên ngoài để canh chừng cảnh sát và đợi để đưa nhóm nghi can bên trong rời khỏi hiện trường. Sở cảnh sát Los Angeles đưa ra một số cách đề phòng kẻ trộm đột nhập vào nhà và dùng thiết bị nhiễu mạng Wi-Fi để tắt camera và hệ thống báo động như sau. Khó hợp điện bằng ổ khóa để kẻ gian không thể mở để làm xáo trộn hệ thống báo động. Không bao giờ nói cho tài xế Uber, Lyft hoặc Taxi hoặc viết trên mạng xã hội là mình sẽ đi nghỉ hè hoặc đi xa. Để ý những chiếc xe đáng nghi ngờ nhất là những chiếc xe có bản số tạm thời hoặc bản số của tiệm bán xe cũng như xe thuê đậu gần nhà mình chia sẻ số điện thoại di động với hàng xóm mà mình tin tưởng và nhờ họ lấy thư dùm và trông chừng nhà nếu như mình đi xa vài ngày gắn camera xung quanh nhà và bảo đảm là hệ thống này nối với điện thoại di động và không bị gây nhiễu cân nhắc thay thế hệ thống báo động không dây bằng hệ thống có dây để kẻ gian không thể gây nhiễu được gia tăng an toàn cửa ngõ bằng cách để thêm cây chống cửa hoặc một thanh gỗ hoặc kim loại đối với loại cửa kéo qua kéo lại tức là sliding door để kẻ gian không thể nào mở được gắn thêm thiết bị định vị ví dụ như apple airtag vào các đồ vật quý giá như hộp nữ trang, bóp hoặc là xe. Tỉa gọn các bụi rậm hoặc cây cỏ xung quanh nhà để dễ quan sát. Gắn đèn đủ ánh sáng ban đêm ngay cả khi vắng nhà. Đó là bản tin về Wi-Fi, an toàn Wi-Fi và sau đây là bản tin về tương ớt. Sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, ông David là người đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông về quê trồng ớt để sinh sống. Dưới sự kiểm soát chuyên chế của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong thời gian đó, ông bắt đầu làm tương ớt rồi lén lút đến gõ cửa từng nhà để bán. Chai tương ớt hiệu con gà, theo cách nói bình dân của người Việt, là một sản phẩm thành công vượt bậc của một người tị nạn Việt Nam sống tại khu vực Los Angeles. Theo những thăm dò thì, cứ một trong 10 nhà bếp ở Mỹ là có một chai tương ớt có nắp màu xanh hiệu Shiraki Hot Chili Sauce. Và nếu nói sản phẩm của hãng Huy Phong này thành công vượt không gian, thì cũng không phải là quá đáng, không phải là ngoa cho lắm vì đã có một phi hành gia từng đem theo sốt gia vị này lên trạm vũ trụ quốc tế. Khoảng tháng 6 năm 2023, các fan của tương ớt con gà nhốn nháo vì giá một chai tương đang từ dưới 10 đồng, tức là 10 đô la bất thình lình leo lên tới 80 đô la trên các trang thương mại online với tin đồn là Thất mùa ớt. Theo như tạp chí Fortune, câu chuyện không chỉ là thất mùa ớt vì tác động của thiên nhiên trong năm 2023 mà nó bắt nguồn sâu xa hơn. Từ năm 2016, liên quan đến câu chuyện về hai người bạn hàng thân thiết gần 30 năm cùng nhau đưa lên đỉnh cao trên thương trường, sau cùng trở thành đối nghịch tình bạn mất, cơ nghiệp bị đe dọa, thậm chí đế chế tương ớt con gà đang bị lấn mất thị trường và các thị phần trước các quái thú khổng lồ khác trong kỹ nghệ thực phẩm. Khi biết thêm về nguồn gốc, hoàn cảnh tạo dựng nên một thương hiệu thực phẩm được ưa chuộng tầm cửa thế giới, sự nể phục tăng nhưng càng thấm thía trước bài học cay đắng của những người trong cuộc. Ông David Trần, 78 tuổi, chủ nhân công ty Huy Phong đã xây dựng một đế chế với món tương ớt con gà Sriracha nổi tiếng, được xếp hạng trong số 3 thương hiệu tương ớt hàng đầu ở Mỹ. Sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, ông David, người đã từng phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng hòa, về quê trồng ớt để sinh sống dưới sự kiểm soát chuyên chế của chính quyền Cộng sản Việt Nam trong thời gian đó. Ông bắt đầu làm tương ớt rồi lén lút đến gõ cửa từng nhà để bán. Theo lời kể của ông, trong một chương trình chuyện kể lịch sử của người Mỹ gốc Việt của trường đại học UC Irvine, ông David và gia đình đã mang theo 100 cây vàng đựng trong các lon sữa đặc rời khỏi Việt Nam cùng làn sóng Hoa Kiều vượt biển theo diện đi bán chính thức. Năm 1979, gia đình ông David đến Los Angeles. Vào những năm 1980, ông David thuê một địa điểm đóng chai công nghiệp gần Chinatown ở Los Angeles, thành lập công ty Huy Phong Food. Huy Phong là tên chiếc tàu hàng Đài Loan vớt gia đình ông trên đường vượt biển ban đầu ông david chỉ nhắm đến việc phục vụ người tiêu dùng gốc việt và gốc hoa tuy nhiên theo thời gian món tương ớt con gà đã vượt qua mọi kỳ vọng và trở thành món ăn nổi tiếng toàn nước mỹ dù ông không tốn một xu để tiếp thị phải nói rằng sự thăng tiến của một di dân từng phải bán tương ớt lậu ở việt nam để rồi sau này trở thành ông Hoàng Tương ớt, nhà triệu phú, là minh chứng cho sự kiên cường, tinh thần kinh doanh của ông David và hiện thực của giấc mơ Mỹ. Câu nói dân gian, giàu vì bạn, luôn có ý nghĩa nhất định sự vững chãi của thương hiệu Sriracha Hot Chili Sauce trong 30 năm qua nhờ có một yếu tố không thể thiếu, đó là sự ổn định nguồn vật liệu chính đó là ớt. người cung cấp ớt cho công ty Huy Phong Foods là ông Craig Underwood, một nông gia thế hệ thứ tư ở California. Sự hợp tác giữa hai bên được khởi xướng từ năm 1988 khi ông Underwood trở thành người trồng và cung cấp ớt đỏ độc quyền cho ông David. Đến lúc khẩu vị người Mỹ phát triển sở thích về ẩm thực cây và mang tính quốc tế, mối quan hệ giữa ông Hoàng và nông dân trồng ớt California ngày càng phát triển mạnh mẽ, dẫn đến vụ thu hoạch cao điểm là 100 triệu pound ớt vào năm 2015. Ở Ventura County, gần Los Angeles, ông Underwood, một nhà nông đang phải đối mặt với những cơn gió ngược để duy trì trang trại của gia đình ông, trong lúc phải tính toán thay đổi lại nông sản nào để phù hợp với thị trường đang thay đổi hồi năm 1988. Ông Underwood nghe một nhà cung cấp hạt giống kể về một anh chàng người châu Á ở Los Angeles muốn đập vỉ hè, lấy đất trồng ớt làm tương. Nông gia Underwood nhớ lại, Tôi đã viết một lá thư cho David hỏi, ông có muốn tôi trồng một ít ớt hay không? Thế là ông David chớp ngay lời giải, ký hợp đồng để ông Underwood trồng 50 mẫu ớt và bắt đầu một quan hệ làm ăn tốt đẹp song phương kéo dài ba thập niên. Theo thời gian tính bằng hàng chục năm, họ đã trở thành nếu như không muốn nói là bạn thân, thì ít nhất cũng là cộng sự gần gũi. Đôi bên trong mối quan hệ lâu dài này đều cùng nhau chứng kiến các thời điểm đáng ghi nhớ khi con cháu của họ trưởng thành. Vào năm 2013, thành phố Irvine nỗ lực đóng cửa lò làm tương ớt huy phong food, với lý do hơi ớt bóc ra làm cây mắt cây mũi cư dân, thì con nhà nông bốn đời Underwood đến điều trần bên vực ông David tại cuộc họp hội đồng thành phố. Mối quan hệ kinh doanh kéo dài hàng thập niên giữa Hy Phong Food và Underwood Ranches của hai ông David và Underwood đột ngột kết thúc đầy cây đắng vào tháng 11 năm 2016. Điều này đã khiến cho cả hai bên đều chón ván và dẫn đến một cuộc chiến pháp lý ngày càng dữ dội, làm chấm dứt sự hợp tác. Mối quan hệ mua bán với Huy Phong đưa Underwood Ranches phát triển từ một trang trại gia đình rộng 400 mẫu vào những năm 1980 thành một trang trại rộng 3.000 mẫu trên khắp hai quận hạt bên ngoài Los Angeles. Bây giờ sụp đổ qua một cuộc tranh cãi nảy lửa về việc chi trả cho vụ mùa sắp tới. Sau khi hoàn thành vụ mùa thu hoạch ớt thành công vào năm 2016, hai ông đã thảo luận kế hoạch cho năm tiếp theo. Huy Phong thỏa thuận số tiền trả cho nhà nông để có được hàng chục triệu thao ớt cho vụ mùa kế. Cũng như mọi khi, hợp đồng bạc triệu giữa hai bạn hàng 30 năm chỉ là cái gọt đầu, bắt tay nhau không cần một bản hợp đồng với chữ ký đôi bên hoặc sự hiện diện của luật sư. Những làn sóng xung đột của sự chia rẽ này được cảm nhận từ cả hai phía. Phía ông Underwood dễ bị tổn thương hơn do phần lớn công việc kinh doanh tùy thuộc phía huy phong đặt hàng. Ban đầu gặp khó khăn trong việc cố gắng hiểu được vì sao mối quan hệ tốt đẹp lại kết thúc một cách đột ngột. Cơ bản là ông David muốn tiêu diệt tôi. Ông ấy không cần biết tôi và gia đình tôi sẽ khốn khó ra sao hay cũng không đếm xỉa gì đến mối quan hệ bấy lâu nay. Phía bên kia, ông David cảm thấy bị phản bội, bị che mắt trước những cáo buộc rằng mình đã có hành vi gian dối trong gần ba thập niên, ông David nói rằng mình luôn trung thành và giữ ông Underwood là nhà cung cấp ớt duy nhất và mỗi năm đều trả trước hàng triệu đô la theo lời hứa thu hoạch. Một cử chỉ mà ông David coi là một hành động dựa trên niềm tin. Giờ đây, tất cả niềm tin đó đã sụp đổ trong một cuộc tranh cãi nhỏ nhặt về tiền bạc. Ông Hoàng Tương ớt tin rằng ông Underwood đang cố đẩy mình đến bờ vực phá sản, sau đó cướp công việc kinh doanh làm tương ớt của mình. Tôi đã giúp ông ấy vì trồng ớt cho tôi." Ông David nói, "Ông ấy kiếm được tiền, sở hữu đất đai, nhưng không phải là đủ cho ông ấy. Ông muốn chiếm luôn công việc kinh doanh của tôi." Còn bà Donna Lâm, em dâu của ông David và là giám đốc điều hành của Huy Phong. Mô tả tình huống này giống như bị đâm sau lưng. Các nỗ lực thương lượng giữa hai bên không thành công, dẫn đến các vụ kiện vào năm 2017. Huy Phong đã khởi kiện để đòi lại khoản chi vượt mức cho thu hoạch vào năm 2016. Còn ông Underwood kiện ngược lại cáo buộc gian lận và vi phạm hợp đồng. Cuộc chiến pháp lý dẫn đến việc bồi thẩm đoàn ủng hộ ông Underwood và trao cho ông 13,3 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại và 10 triệu đô tiền phạt. Ngoài ra, ông Underwood được lệnh hoàn trả 1,4 triệu đô số tiền mà Huy Phong trả quá cao cho mùa trồng ớt năm 2016 khi công việc kinh doanh của Huy Phong phát triển, nhu cầu về số lượng ớt của công ty tăng lên và Underwood đã mở rộng các cánh đồng tiêu của trang trại. Cũng trong năm 2015, ông David thành lập một công ty con, đó là Chilico, để mua bán ớt. Phía ông Underwood không muốn làm việc với Chilico vì sợ công ty này không có đủ tài sản để đảm bảo các thanh toán. Tệ hơn nữa, ông Underwood nói ông David và bà Donna nhiều lần thất bại trong việc tìm cách thuê ông Jim Roberts, giám đốc điều hành Underwood Ranches, về làm việc cho Chilico. Còn bà Donna Lâm thì nói rằng những lời đề nghị thuê dành cho ông Robert để giúp tăng thu nhập cho người này chứ không phải để giật người của Underwood. Mọi chuyện trở nên căng thẳng vào một buổi chiều của tháng 11 năm 2016. Những hồi ức khác nhau nhưng điều được thống nhất là thế này. Vào ngày 9 tháng 11, ông Robert lái xe đến nhà máy của Huy Phong theo yêu cầu của ông David để xem một số máy móc. Ông David và bà donna gọi ông robert vào văn phòng để nói chuyện để rồi sau đó mọi việc trở thành tệ hại những câu chuyện nhức đầu là hai anh em ông david tỏ ý bắt đồng về mức giá mà huy phong phải trả trước cho số lượng ớt vào mùa tới việc có thể mua những quả ớt đó từ nước ngoài rẻ hơn hay không liệu ông robert có nên chấp nhận lời đề nghị làm việc cho Chilico hay không? Và liệu Huy Phong có trả quá cao cho mùa ớt năm 2016 hay không? Cuộc cải vã cứ tiếp diễn, nhiều điều đã nói ra không thể rút lại. Để rồi, vào thời điểm ông Robert bước ra khỏi văn phòng của Huy Phong vài giờ sau đó, mối quan hệ kinh doanh kéo dài 28 năm kết thúc bản tin đến đây là kết thúc kính chúc quý vị một ngày an lành bên gia đình và người thân và xin hẹn lại trong những bản tin kế tiếp